Hello, có anh em nào đêm khuya còn thức không ta? Đầu tiên là Huy xin gửi lời chào đến tất cả những anh em mà đêm khuya rồi. Nếu anh em nào còn thức thì thật sự là ít khi mình cũng lên để mà livestream nói chuyện trong cái đêm khuya như này. Nhưng mà thật sự là hôm nay thì cũng có một cái chuyện mà mình cũng nên nói ra, tại vì không nói ra thì nhiều khi người ta lại nghĩ là nghe một phía thôi. Đó, cho nên là những người lớn người ta thường khuyên là bất kể có một cái chuyện gì thì cũng phải nên lắng nghe bằng hai tai và nghe hai phía. Tại sao lại có một cái câu chuyện mà lại để thành xảy ra một cái sự việc như vậy? Đó, xin chào. Hơn chục anh em là cũng bắt đầu vào dõi theo cái này. Nếu được thì anh em để lại những cái comment và chia sẻ nhé. Chia sẻ cái này đi, và mình mong muốn là quý vị các bạn có những cái suy nghĩ đa chiều, những cái mà nhìn rõ cái sự việc hơn, mà tại sao một người coi như là như Lương Du Huy ở đó là một người cũng suy nghĩ rất là chín chắn, và cũng là một người anh, và cũng là một người thầy của rất là nhiều các anh em nghệ sĩ, mà hôm nay lại phải lên đây để mà nói chuyện như vậy, để cho tất cả mọi người đều hiểu rõ. Hay không, nhiều khi thì không hiểu rõ thì nó lại thành cái không hay. Nhiều người nó có những cái suy luận linh tinh đó, thì khiến cho nhiều cái không hay. Thật sự thì anh em cũng biết từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, trong cái chuyện mà đêm hôm qua thì tại sao mà phía mình tắt cái quạt đi cho nó đỡ ồn vậy. Đấy, anh em nào mà đang xem thì cứ chia sẻ mạnh mẽ và lưu cái chương trình này lại để cho Lương Huy có cái dịp mà tâm sự nói chuyện với quý vị các bạn. Thật sự thì đây cũng là một cái mà mình mong là mình sẽ nói chuyện lần này và cũng xong. Mình cũng không bao giờ mà phải nói chuyện đôi co qua lại, bởi vì ai đúng ai sai thì tất cả những người mà có trí thông minh và mọi người có tầm hiểu biết thì mọi người cũng hiểu là tại sao nó đúng sai như thế nào, và câu chuyện là tại sao. Xin chào em Tuấn Nguyễn nhé. Chào tất cả anh em nào cứ để lại cái comment đi để cho Huy chào anh em, để thể hiện cái sự trân trọng. Xin chào Hoàng Đắc đó. Nhắc đến Cao Trung thì là một người em mà rất là nhiều những anh em yêu quý, như là anh Lâm Vũ cũng quý, anh Thiên Phú Tài cũng quý, Trương Chí Lâm cũng quý mến, và rất nhiều đó, rất nhiều anh em quý mến, bạn của cái Lương Gia Hùng đó. Thì đã chào tất cả các anh em nhé. Mình đang nhìn thấy tất cả anh em đang lên đây rồi, và mình không nếu mà để chào hết thì không thể tiện để nói chuyện được, cho nên là anh em nhìn thấy là Huy biết là anh em đang quan tâm và dõi theo, là Huy đang chào anh em nhé. Đó, thì Huy kể cái câu chuyện bắt đầu từ đầu đi. Đó, để cho nó có cái câu chuyện để mà anh em mình nói chuyện với nhau. Tức là anh em ai cũng biết là ngày hôm qua giờ Huy rất là bức xúc về cái chuyện là có một cậu em, đó là ca sĩ Lâm Chấn Huy. Phải nói Lâm Chấn Huy là một người coi như là em đời đầu, phải nói dùng chữ đời đầu á, là Huy cũng sinh năm 81. Đó, thì là thế hệ những anh em mà 8X đó, đi với Lương Gia Huy đi, Huy viết từng câu từng chữ trong cái status của Lương Gia Huy viết ngày hôm qua, là cũng đi theo, là xin để ngày trước là anh ơi cho em đi để theo học anh hát, anh dẫn dắt em với. Đó thì hồi đó thì anh em cũng chơi nhau thì mình cũng là để kết hợp, và câu chuyện nó thì rất là dài nhưng mà ngắn gọn lại thì đó, rồi anh em cũng gặp nhau, rồi cũng quý mến nhau, rồi cũng hợp nhau, rồi cũng đi đá bia chung, rồi có em Lâm Chấn Phong là đang dõi theo cái livestream này thì cũng biết cái thời đó, rồi
Huy mới dẫn Lâm Chấn Huy đi gặp anh Bình, là anh Bùi Bình á, đó là công ty Music Face của có cả Hồ Ngọc Hà với anh Đức Chí trong đó nữa. Thì coi như là anh Bình mới đầu tư hai album thì cũng đều thất bại, nhưng đến album thứ ba thì có nghĩa là anh Bình cho một cái điều kiện là nếu album thứ ba mà không thành công nữa thì cũng coi như là xong đó. Thế thì lúc đó mình cũng đã bắt đầu đi hát được nhiều chỗ rồi. Mình là đi hát được Trống Đồng 126 là công ơn là do mẹ Kim Ngọc là người giới thiệu mình vào những sân khấu đó để mà mình được đi trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Thì mình dẫn dắt, mình giới thiệu là Lâm Chấn Huy đi vào hát song ca. Mình nói với lại anh Viên, đúng nó là anh Viên, Lâm Chấn Huy gọi là bố Viên, đó là có nghĩa là anh ơi cho Lâm Chấn Huy hát chung với em đi. Mình nói là nếu như không cho Lâm Chấn Huy hát thì em sẽ không hát. Nếu mà trong khi lúc đó mình chỉ đang hát coi như là không phải là để mà một ca sĩ mà được nổi tiếng để mà có thể bảo lãnh được như vậy đấy, nói như vậy để anh em biết là lúc đó cái nghĩ đến cái tình nó lớn lao như thế nào để mà dám đưa ra một cái cam kết như vậy, giống như là một cái sự bảo lãnh. Đã, mà sân khấu Trống Đồng 126 thì các anh em mà thời ngày xưa thì biết để tìm hiểu được đó là những cái sân khấu mà lớn nhất, những ngôi sao ca nhạc như là anh Đàm Vĩnh Hưng, anh Vũ Hà hay là rất nhiều những ngôi sao để được hát sân khấu ấy thì là một ca sĩ thật là sự chuyên nghiệp thì mới được vào đó. Thì cái thời là chắc có em Lâm Chấn Phong là em xem em biết đó. Thì kể cái câu chuyện như vậy ngắn gọn thì để anh em mình hiểu được là đó, mình phải lấy cái danh dự và lấy tất cả mọi thứ, cái uy tín của mình lúc đó nó rất còn nhỏ, tại vì mình chưa phải là một ca sĩ nổi tiếng để mà dám bảo lãnh như vậy mà mình cam kết để vào để cho vào hát đấy. Nhưng mà lúc đó thì em nó hát cũng rất là yếu đó, đấy là cái những người bầu show lúc đó nói đấy. Cho nên là nếu như mà mình không đứng ra mình bảo lãnh thì sẽ không bao giờ được hát trong các sân khấu này kia. Rồi sau đó đến khi mà được anh Bình đầu tư cho cái album thì là anh Bình anh rất là quý mến và anh rất là thích Lâm Chấn Huy đấy. Thế nên mình là người dẫn dẫn tới và mình giới thiệu cho anh ấy để được đầu tư đấy. Lúc đó anh ấy giúp thì sau đó hai người lại coi như là bàn luận với nhau và gài mình trong một cái chuyện là chỗ chỗ cái căn nhà ở 90 Đề Thám ấy, là không ở nữa để dọn đi làm chỗ khác đấy. Thế thì mới nói mình là thôi cả Lâm Chấn Huy cũng đi, nhưng mà đến khi mình dọn ra ở ra ngoài thì Lâm Chấn Huy vẫn ở lại và không coi như là không phải như vậy nữa. Thì cái đó chỉ là một cái chuyện mà gọi là qua mặt đấy, những cái đó là một cái làm mình rất là đau trong cái thời điểm đó, và lúc đó mình chỉ cái nén cái nỗi đau lại để mình viết và mình sáng tác cái ca khúc, mình tự sáng tác, mình mày mò để mà mình viết ra, chứ mình không có đủ cái điều kiện để mà có tiền mua bài như Lâm Chấn Huy lúc đó. Thì mình cũng mày mò ra được cái ca khúc Em Có Hiểu Lòng Anh rồi Chia Tay Sớm Bớt Đau Khổ đó, đó là cái lý do ra đời những bài hát đó. Nhưng mà sau đó thì mình rất là đau, nhưng mà mình không, thời đó điểm nó cũng không có Facebook, cũng không có cái gì để mà anh em có thể coi như là viết cái tâm sự của mình lên trên mạng như bây giờ đấy. Thế thì nén cái nỗi đau đó thôi. Thế sau rồi Lâm Chấn Huy nhờ rất là nhiều người anh em kết nối để chơi lại, thậm chí là sang bên Mỹ ngay tại nhà của anh Bình ấy, là đập đầu xuống cái chán xuống dưới bàn ấy, để quỳ xuống để xin lỗi để chơi lại mình. Mình thấy cái lòng mà thể hiện thành khẩn thành kính như vậy nên là mình có nghĩa là thành tâm, dùng chữ thành tâm thì đúng hơn đó, thì mình mới coi như là tha thứ đó. Rồi anh em cũng chơi lại với nhau, nhưng mà sau khi chơi lại với nhau thì mình nghe thấy rất là nhiều những anh em bầu show và rất là nhiều anh em nói lại là Lâm Chấn Huy có một cái tính là đi đến đâu là cũng thích là thể hiện phải hơn Lương Châu Huy mới chịu, chứ không bao giờ thích là nghe nói ai khen Lương Châu Huy cái là không bao giờ chấp nhận là không thích. Mình biết cái đó thì mình cũng có sự là không vui
đề phòng, nhưng mà thôi mà kệ, mình cũng hoan hỉ đi, thì mình nghĩ mình làm anh mà, mình thôi không thèm chấp làm gì những chuyện đó, tại vì ông tổ nghiệp rất là có mắt. Ai nổi tiếng hơn hay là ai giàu nghèo thì ông trời đều cho hết. Mình không bao giờ mà trong cuộc đời, nói thề luôn là chưa bao giờ có một cái ý nghĩ hay là có một cái sự suy nghĩ là tham sân si hay là hơn thua với Lâm Chấn Huy để làm gì. Đây là nói bằng thề, cái gì Huy Lương Huy cũng thề đấy. Thì tiếp theo sau đấy thì là cái chuyện mà đó, bây giờ mới nhắc đến cái chuyện mà Cào Cào. Thì thật sự là Lâm Chấn Huy là quen bạn gái Cào Cào á, Lưu Ly á, là phải nói là cô Lưu Ly là một cái người con gái rất là tài giỏi. Và thật sự là Lâm Chấn Huy có sự nghiệp như ngày hôm nay. Tách công ty của anh Bình ra thì xin lỗi em Trọng Trần nhé, anh đang live stream anh không bắt máy được. Thì là một tay của Cào Cào là lo chọn bài vở và đạo diễn, rồi đi bấm chỉnh nhạc, bán đĩa, làm đạo diễn đủ mọi thứ luôn. Đó, có anh Lịch lái xe lúc đó là anh người chứng kiến hết. Đấy. Thì thật sự là Cào Cào là một đứa rất là giỏi. Đó. Và sự nghiệp có ngày hôm nay là chắc chắn phải có công của Cào Cào. Nhưng đến khi mà gia đình Lâm Chấn Huy, bố mẹ đấy, là ông bố với bà mẹ là thấy là không hợp tuổi, thế nên là bắt là phải chia tay, với sợ là cái Cào Cào là giống như có một cái bệnh phụ nữ gì đó là không có con, là sợ sau này như này như kia, thế nào có làm đủ mọi cách để mà chia tay đấy. Thế thì sau sau cái thì hai anh em đi sang Mỹ hát, thì Lâm Chấn Huy cũng có quen một cô gái rất là xinh đẹp, con nhà khá giả, rất là khá giả, và cũng có một đứa con. Nhưng mà chính vì là coi như là sống không biết như nào đấy, thì nhà của cô gái kia là cũng coi như là cắt luôn, không có cho nhìn mặt và coi như là không cho biết thằng bé bố là ai luôn đó. Đấy, thế thì hôm nay thì mình nói ở đây ra là để cho anh em hiểu hết về cách sống của cái con người, tại sao mà đó, anh em biết đó, Lương Như Huy thì rất là nhiều bạn, ai cũng chơi hết, nhưng mà Lâm Chấn Huy thì gần như không có bạn, mà bạn nào chơi xong một thời gian thì cũng đều coi như là đó, anh em nào mà đã từng chơi và từng biết rồi thì đều biết là nó bạc như nào và ra làm sao. Rồi nhiều anh em chẳng qua người ta không tiện để người ta nói thôi đó. Nhưng mà hôm nay thì chính vì vợ chồng Lâm Chấn Huy lên nói xuyên tạc rất là nhiều về cái chữ câu chuyện và cái máy lọc nước, cho nên là Lương Huy phải nói về cái tính cách và thời gian tại sao mà Lâm Chấn Huy chơi không có ai làm bạn hết. Thời gian gần đây là chỉ có chơi được mỗi bạn Dương Ngọc Thái thôi đó. Và tại sao lại đi theo con đường tu tập, đó chính là hồi nãy có một câu hỏi của một bạn nói là về cái câu chuyện là em Cao Trung. Em Cao Trung là không may coi như là mất, là bởi vì anh em suốt ngày thì coi như là rủ rê nhau chơi cái môn kia đấy. Thế thì sau đó Cao Trung suy nghĩ quẩn nhau như nào đó thì mới nhảy người lầu đấy. Lúc đó thì thật sự là Lâm Chấn Huy ở Việt Nam chứ không phải là ở bên bên Anh Quốc như bên kia, nhưng mà chắc là cũng sợ công an, hiểu không, nên là mới phải làm những cái định vị giả là đang ở bên nước ngoài này kia thế thôi. Đấy, nhưng mà cái câu chuyện này á, thì thật sự là bạn Lương Huy là bạn Lâm Vũ là người hiểu rất rõ, và em Trương Chí Lâm cũng hiểu rất rõ. Lúc đó anh em đòi đi kiếm tìm Lâm Chấn Huy để xử hoặc báo công an. Đấy, nhưng mà nên thời gian đấy là Lâm Chấn Huy phải trốn, đi về quê đấy. Và mình cũng nói rõ luôn để cho anh em hiểu tại sao mà sống như nào. Chẳng qua là nhiều anh em người ta không muốn nói ra thôi, bản thân mình không muốn nói, nhưng mà hôm nay bởi vì vợ chồng Lâm Chấn Huy ấy, đã nói mà xuyên tạc nhiều cái nó vô lý quá, cho nên là mình phải nói ra những cái sự thật như này để cho anh em biết mà lưu lại và xem lại cái
video này để mà hiểu là cái đức tính và cái sự sâu xa trong cái câu chuyện mà tại sao vợ chồng Lâm Chấn Huy như bây giờ. Thật sự á, anh em chơi nhau, mình nói lại và nói cho rõ luôn nhé, không phải chỉ vì cái chuyện cái máy lọc nước đâu. Cái máy lọc nước thì thật sự là mình mời anh em chơi thân này, bạn Lâm Vũ này, bạn Lâm Hùng này, bạn Dương Ngọc Thái, vợ chồng ông Phúc, Phạm Trường, tất cả những anh em nghệ sĩ chơi thân. Anh em thích thì ủng hộ, không ủng hộ thôi, chẳng lẽ anh em nào không ủng hộ mình cũng đi lên mình phốt như này hay sao? Đó, mình đã nói viết rất là rõ trong cái status đó. Mình không phải là một cái thằng điên, thằng khùng và thằng mất trí não để mà không hiểu chuyện đó. Nên là như một số những cái bạn mà chỉ nghe một chiều từ tối giờ nghe vợ chồng Lâm Chấn Huy ấy, lên chia sẻ xong rồi nói linh ta linh tinh, nói liên thiên là chỉ vì cái máy lọc nước như này như kia. Nhé các bạn nhé, các bạn còn rất là trẻ con, xin lỗi luôn cái tuổi của các bạn ấy, nha. Nhiều khi ấy, còn coi như là chưa bằng một góc tuổi Lương Du Huy. Nhưng mà mình nói cái gì lớn rồi thì phải biết chỉnh chu và suy nghĩ. Đây thằng này nha, ra đời này từ quê vào đây hai bàn tay trắng, ra đời coi như là mấy chục năm nay nha, từ nhỏ đã phải đi mưu sinh rồi, làm cái gì nói cái gì cũng phải đều suy nghĩ rất là chuẩn, chứ không phải là hậu đậu mà đi lên chỉ vì cái chuyện mà không ủng hộ đâu. Mình buồn ở nơi đây là buồn cái gì, các bạn có hiểu chưa? Mình buồn ở đây là ngày xưa từ cái thời Cào Cào còn ở chung mình lúc ấy, anh em mình nhờ anh em này Lâm Hùng, Lâm Vũ, Vân Quang Long, Hàn Thái Tú, Dương Ngọc Thái nhờ may mỗi anh em 20 triệu thôi để mua cái nhà. Cái nhà đó là 2 tỷ mấy. Đó, lúc mình còn ở với bà xã cũ là đi chơi chiếc chòe. Đó, anh em nào cũng cho mượn hết. Mượn xong thì một vài tháng là mình trả. Thôi, tại vì mình mượn cái lý do chính đáng. Cuộc đời mình chẳng bao giờ thích đi mượn vay mượn đâu, nhưng mà vì cái lý do chính đáng là mình muốn mua cái nhà. Con mình nó mới sinh ra, nó còn bé quá, mà ở cạnh một cái nhà bụi mùn cưa nó mù mịt ở bên Tân Bình, mình thuê một cái nhà đó, nên là mình mới phải mua một cái nhà ở chung cư ở bên quận 8. Đó, thì đến lượt Lâm Chấn Huy thì Lâm Chấn Huy alo, chữ anh ơi, em đấy, em nó gì có vợ em nó giữ hết tiền chứ em có tiền đâu. Đấy, đấy, còn gọi qua Cào Cào, anh biết rồi đấy. Chồng em nó nói thế thôi chứ em làm gì thì mà có tiền giữ được đồng nào đâu. Rồi, hai vợ chồng vờn như mình ấy, như mèo vờn chuột ấy. Rồi, kết quả là con số 0. Sau đợt đó mình nói, mẹ xin lỗi thề luôn, ok, vợ chồng Lâm Chấn Huy, mình nhắn tin cạch mạch, xóa số luôn. Từ nay trở đi, đéo có một cái thằng anh em nào như vậy hết. Sống giả tạo, sợ là xin lỗi luôn ấy. Tại sao mà mình phải trừ thề đây đây. Này, coi như là quá tức mà cay. Các bạn hiểu chưa? Đó. Trải qua rất là nhiều những cái biến cố và những cái mà anh em sống giả tạo, cho nên là mình đã có sự là không ưa, không thích. Nhưng mà sau này thấy từ lúc cái chuyện mà Cao Trung mất thì mới chị vợ chồng Lâm Chấn Huy mới chơi với Dương Ngọc Thái, thì Dương Ngọc Thái mới khuyên nhủ là nên ăn chay tụng kinh, niệm Phật nhiều lên để mà bớt những cái ưu phiền. Thì lúc đó mới coi như là ăn chay tụng kinh này kia thôi, chứ nói thật bây giờ gây ra tội chẳng lẽ ai cũng đi gây ra tội không xong mới biết đi ăn chay tụng kinh hay sao các bạn, đúng không? Thế thì tại sao lúc trước thì không biết như vậy đi. Đấy, em mình muốn nói với tất cả các anh em hiểu một cái sự thật là đó, trong cái chết của Cao Trung, một cái cậu em mà rất được lòng nhiều anh em yêu quý và cùng quê hương xứ Nghệ đó, thì rất ư là đau lòng đó. Và tại sao mà phải có như là đang nói dối, đang phải ở bên nước Anh trong khi đang ở nhà ngoài quê, để sợ coi như là nếu mà báo công an là lúc đó coi như là sợ công an bắt hay là như nào, sợ bị liên lụy. Đấy, còn riêng về cái chuyện mà ngày hôm qua nhá, anh nhắc ở đây cho cả vợ chồng Lâm Chấn Huy, sau vợ chồng em có thể xem, hoặc là tất cả anh em khán giả fan của em, ok, cắt cái đoạn này ra để gửi cho em luôn này. Anh nói rõ lý do tại sao mà hôm qua anh cay và anh đau lòng và anh buồn. Vì coi như là cái tính của em nó gian gian dối dối, mà nó giả tạo quá nhiều tầng lớp
dày gần 20 năm anh em mình chơi nhau. Đến là ngày hôm qua, anh rất là cay, anh nói thẳng luôn. Anh gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời, xong kêu em đang bận. Lúc sau anh mới hỏi lại là ủa em bận lắm hả, đến nỗi không gọi lại được cuộc. Thì lại đưa cho con vợ nói chuyện, anh xin lỗi, anh chơi với em chứ đâu phải anh chơi với vợ em. Đúng không em? Mà vợ em đâu phải là nó được cái sự thân thiết với anh như là vợ Dương Ngọc Thái hay là vợ của anh Ưng Hoàng Phúc, là những người mà chơi thân với nhau, hay là vợ của Phạm Trường, cũng là từng anh em ngồi ăn uống nhau, biết nhau cả chục năm rồi, cũng từng alo nói chuyện nhau. Vợ em xin lỗi luôn, anh và vợ em chưa từng tiếp xúc nhiều. Ok, mới chỉ được một vài lần. Ok, em việc gì em phải đưa con vợ ra làm bình phong như cái đợt Cào Cào vậy, đúng không? Nếu em là một thằng đàn ông trượng nghĩa, đàng hoàng tử tế, alo anh hả, em lúc này cũng đang khó khăn, hay em đang đầu tư cái chuyện này, em đang làm chuyện kia, em có thể bị ra 1000 lý do, em thích nói gì thì em nói, nhưng em cứ nói thẳng anh một câu thẳng như vậy. À em không sao, lúc này em không giúp anh được, em biết là anh vừa đi diễn, anh một lúc nuôi ba đứa con nhỏ, anh phải làm thêm một cái nghề tay trái là anh kinh doanh, giống như vợ chồng anh Hùng Phúc là kinh doanh cái gối, cây lưng, và chồng Dương Hồng Thái là kinh doanh cái sản phẩm thực phẩm chức năng, thì anh cũng kinh doanh một cái sản phẩm nước ion kiềm của Nhật Bản, cái máy Kangen của Nhật Bản. Thì em có thể, em đã từng nói với anh là biết một gia đình ở Quảng Ninh, biết anh em bên châu Âu cũng dùng cái này rất nhiều, bản thân em cũng nói là thôi để em này em ủng hộ anh em này kia. Nhưng mà anh nói thẳng luôn nha, đây là cái con vợ của em, con vợ của em là một cái đứa keyboard kiệt sĩ, và chính nó hôm ấy nó còn nói là em thấy trên mạng rồi có bạn em bán giá như thế này như kia, mà anh đã phân tích, anh nói là hàng ấy là hàng fake, hàng giả, hàng không có ID, hàng ấy là hàng không có giấy tờ VAT, nó không được pháp luật Việt Nam công nhận đó. Nếu mà quản lý thị trường bắt là người ta sẽ bắt được ngay. Ok, anh đã phân tích đâu là hàng fake, hàng giả. Mà nếu kể cả là anh có bán đắt hơn 50 triệu đi, em có hiểu chưa, thì cái tình anh em chơi bấy nhiêu năm, em đền ơn đáp nghĩa, em trả ơn anh. Ngày xưa em nói anh một câu, anh ơi sau này em nổi tiếng được, em tặng anh nửa căn nhà. Em đã tặng anh được cái gì chưa? Đó. Không phải là anh em chơi nhau cần phải anh đối xử có ơn với em, mà em phải trả ơn đó, no nhé. Nhưng mà nói về cái cách sống ở đời, em toàn hát nhạc đạo lý thôi, em toàn dạy đời người ta phải sống như này, phải sống như kia, nhưng mà trong khi em sống thì dở như hạch. Anh xin lỗi em luôn, em sống như vậy thì thử hỏi ai nể em. Một cái thằng biết đi chơi, một thằng biết ra xã hội, biết cư xử và biết sống, biết có đầu có đuôi. Thử xin lỗi một người mang ơn cho mình cả sự nghiệp, một người cho mình cả một cái sự nghiệp, một người mà mình lên truyền hình mình nói nếu không có Lương Gia Huy là không có Lâm Trấn Huy. Lâm Trấn Huy là một trang giấy trắng, Lương Huy vẽ màu gì là ra màu đó. Em sống như vậy, em giả tạo, em điêu cái miệng như vậy để làm gì? Rồi lúc nào gặp nhau cũng anh em mình là chị em kiếp trước, chơi thân với nhau lắm, không bỏ nhau được đâu, đừng giận như này như kia. Trong khi cái miệng lưỡi của em ấy, nó điêu lắm, em có biết không? Nó rất là điêu. Tiếng miền Nam gọi là giả tạo á. Xin lỗi luôn. Tiếng miền Bắc gọi là điêu mồm điêu mép đó. Em hiểu không? Em thích thì em nói thẳng một câu là đàn ông với nhau, em cần gì em phải hết lần này em phải đưa chích chòe, hết lần này em phải đưa con vợ em ra để nói chuyện như vậy. Cái đó là một sự thiếu tôn trọng, em có hiểu chưa? Một sự coi thường người khác, cần gì phải né nhau như này như kia. Em chào bác Trương Tây Lo. Dạ. Em xin lỗi là em có cái chuyện rất ư là bức xúc. Nếu em không lên đây em nói ra thì người ta... cái fan của cái cậu em Lâm Trấn Huy ấy, lại chỉ nghe một mình một phía thôi, thì lại lên đây nói giống như là em là người bức ép bắt phải mua để ủng hộ, nếu không mua ủng hộ thì em lên đây em lên mạng em như thế này như kia đó. Cho nên là em phải lên đây em nói rõ là tại sao em buồn và em cay từ ngày hôm qua đến giờ. Nếu như nó không phải là một cái thằng Lâm Trấn Huy mà anh em chơi thân đó, nó như những người anh em bạn bình thường kia, thì thật sự mình cũng chẳng bao giờ phải mở miệng ra để nói em ơi anh mới bị cái câu chuyện từ Tết giờ anh bị lừa gần nửa tỷ đồng như vậy. Ok, anh em anh không vay mượn em
tiền bạc gì cả. Anh chỉ nhờ em ủng hộ một cái sản phẩm cho anh. Em mà em không thích ủng hộ thì em là thằng đàn ông quân tử tử tế. Em alo một câu em bắt máy, hay là em không bắt máy em nhắn cho anh một câu. Em nói là ở anh ơi em thế này thế kia, đằng này em đưa cho con vợ của em. Mà con vợ của em đâu, anh chơi với em chứ đâu phải chơi với vợ em. Em đưa cho con vợ của em khác nào em bỉ vào mặt. Giống như là em khinh thường em, thiếu tôn trọng anh như vậy. Mình nói đến đây để tất cả các anh em về hiểu nhé. Ok, vợ chồng Lâm Trấn Huy cũng lên để mà nói, để cho anh em hiểu được, thì mình cũng lên đây phải nói để cho anh em hiểu. Đó. Hiểu được đầu đuôi ngọn ngành cái câu chuyện là tại sao. Ok, câu chuyện là tại sao tôi phải như thế này nhé. Ok. À, có bạn nào bảo đéo thích bốc máy thì sao hả? Nếu mà đéo thích bốc máy thì đừng là anh em, hiểu chưa? Ok, đừng có miệng lưỡi lúc nào cũng là anh em là chị em nhau kiếp trước rồi không giận nhau được đâu như thế này thế kia. Cái đó là giả tạo, nghe chưa mấy bạn? Ok, mấy bạn gặp đặt vào địa vị như tôi nè, mấy bạn gặp phải một cái thằng bạn, một thằng em mà nó chơi như vậy đi, rồi ok hiểu cái cảm giác nha, chứ đừng phải là lên đây xong sau rồi không hiểu chuyện cái bày đặt thì nói này nói kia. Xin lỗi, các bạn có quyền hâm mộ, các bạn có quyền thích ai là quyền của các bạn nha. Mình là một thằng đàn ông ngay thẳng, nói chuyện nào rõ ràng tử tế ra chuyện đấy, thế thôi. Còn anh em sống với nhau phải biết có trước có sau, như vậy nó mới bền anh em, các bạn hiểu chưa? Còn anh em chỉ sống chỉ biết một phía của mình thôi. Ok, lúc cần người ta thì alo anh ơi thế này thế kia, lúc hết giá trị lợi dụng rồi thì coi như là ngoảnh mặt làm ngơ, gọi 100 cuộc cũng không thèm nghe máy đấy. Anh em đừng ha, về hùa đừng có mà coi như là nghe một phía xong sau thích quá như thế này rồi coi như là lên đây xong rồi comment vài cái từ này kia nó không được đúng nhé. Anh em ạ, đời còn dài lắm anh em á, xin phép tuổi á, nhỏ hơn mình rất là nhiều. Anh em cứ nên đụng chuyện một ngày đi ha, một ngày gặp phải một cái thằng bạn, một cái thằng em mà mình rất yêu quý mà mình sống hết mình với nó như vậy nhé anh em nhé, thì anh em mới hiểu được cái cảm giác của tôi ngày hôm nay, thế thôi. Đấy, anh em chắc cũng từng lúc từng nghe Châu Việt Cường đúng không ạ? Đấy, ngày trước Châu Việt Cường cũng phốt một lần rồi, mà rất nhiều anh em trong cái xã hội này đã cũng phốt. Thử hỏi nếu một thằng á, nghệ sĩ đàng hoàng thì tại sao không nhiều đông bạn, không nhiều người chơi đi? Đừng nói là ok bây giờ chỉ thích úm ở nhà chơi với vợ, lo cho gia đình. Ok, cái đó là sai nhé anh em nhé. Phải xem lại cái tính nết của mình này, tính nết của mình như nào mà xin lỗi, không ai thèm chơi. Bây giờ có chơi được anh em cho ai trong giới đâu. Ok, đừng có nói là lý do này lý do kia, giờ tôi không thèm chơi, xin lỗi, sorry. Phải xem lại cái tính của mình. Ok, còn may lắm được một vài thì coi như là anh em chơi thôi. Đấy. Đúng, Châu Việt Cường á, Cường vẫn hay gọi điện ra cho mình. Nó nói Cường mà nó về á, cái người đầu tiên mà nó muốn coi như là, nó phép mình không nói tiện ra đây, mà nó muốn chối á, đó là chính là cái người mà anh em đang nghe câu chuyện ở đây. Đó. Sống làm sao mà để cho tất cả những người anh em ngày trước mới chơi thì yêu quý và về sau thì không có hậu. Các bạn biết hiểu câu không có hậu rồi đúng không ạ? Đấy, cho nên là mình nói với tất cả những người anh em mà đang ở gọi là phe bên kia, hay là fan của bên kia, hay là chỉ nghe một phía từ tối giờ hai vợ chồng Lâm Trấn Huy nói chuyện như vậy thôi. Ok, là cứ lấy cái chuyện ra là giống như là mình nhờ ủng hộ cái máy nước ion kiềm mà không mua được thì cái mình lên mình phốt như vậy này kia.
Ok, xin lỗi, sorry anh em. Tôi không phải là cái thằng hèn như vậy nhá. Ok, anh em cứ bẫy biết tiếng Việt, đọc từng câu, từng chữ một đi nha. Ok, xem tại sao tôi lại phải nổi điên lên như vậy. Mà trong khi những anh em khác, tại sao tôi không nổi điên? Tại sao tôi không bực bội? Ok, lại chỉ có cái người mà anh em đang 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 về hùa ấy. Ok, tôi lại bực bội. Anh em tự suy nghĩ đi, có thằng nào bị điên bị khùng làm như vậy không? À, thức muộn là bởi vì đấy, lên phải nói chuyện như vậy để cho anh em sẵn có cái clip này, anh em có thể dùng để quay lại và chiếu lại cho những người mà chưa được xem từ đầu, chưa được đọc kỹ cái câu chuyện từ đầu ngày hôm qua đến giờ giữa Lương Huy và Lâm Chấn Huy như thế nào. Và hôm nay nói xong cái video này thì mình cũng chẳng bao giờ rảnh để lên đây đi nói lại. Mình chẳng cần phải phân bua đúng sai để làm gì nữa, bởi vì ai cũng có quyền lớn hết rồi. Đúng hay sai là do mọi người nhận định. Đấy, và đường đời thì còn rất là dài. Đấy, anh em sống làm sao để cho nghìn người yêu quý. Đấy, mình mới là cái đẳng cấp, chứ không phải là một vài anh em yêu quý xong lên về hùa Azure xong sau rồi xúi dục để mà đi gọi là cắn nhau hay là lên về hùa xong chửi nhau nhá anh em nhé. Vậy mình muốn nói cho anh em biết như vậy. Còn cái gì nó thuộc về lẽ phải, nó thuộc về cách đối nhân xử thế, cách sống ở đời, cách biết ơn với những người đã cho mình một sự nghiệp, cách biết ơn với người đã cho mình một lối đi, cách biết ơn với người đã cho mình từ một con số 0, từ một thằng nhà quê để có được ngày hôm nay, thì đó là cách sống, lẽ sống. Mình chưa bao giờ mà xin lỗi. Ok, Lâm Chấn Huy nổi tiếng, mình xin nó một đồng, một cắt, hay là em ơi, em nổi tiếng, em phải chia cho anh cái phần trăm gì nhá. Ok, hôm nay sẵn nói luôn cho tất cả anh em biết. Nhưng mà khi thấy một người bạn mà đang chơi, tất cả anh em đang dõi video này, bạn chơi với một người ân nhân của mình, ok, mà thấy cái người ân nhân hay là người tốt với mình mà gặp phải chuyện không vui, thì mình phải vỗ vai hoặc mình động viên một câu. Hoặc nếu không động viên một câu hay là mình có vật chất thì mình không phải là giúp tiền, giúp bạc, cho vay hay cho mượn. Đó, mình đính chính cho các anh em hiểu, hiểu chưa? Nhưng mà khi người ta đã nói lăn nỉ gãy lưỡi là người ta đang cần cái doanh số để người ta được tháng này trong cái công việc kinh doanh, ok, thì mình không nên tính toán vì một vài chục triệu mà đánh mất đi nhá. Ok, cái máy ấy, hôm nay mình nói rõ luôn cái giá trị của cái chiếc máy, cái nước càng gần, nó chỉ có vài chục triệu thôi. Anh em đừng có xuyên tạc nào lên đây nói một vài trăm triệu hay hơn trăm triệu nhé anh em nhé. Ok, nó chỉ có 84 triệu đồng thôi là một cái chiếc máy mà vợ chồng Lâm Chấn Huy nói là đang tính chọn cái giá thấp nhất. Đó, ok. Nhưng mà bởi vì Lâm Chấn Huy á, xui khi mà lấy phải một cái con vợ, và lúc nào cũng tỏ ra giống như là mình sợ vợ, hiểu không? Mình lúc nào cũng nghe lời vợ, mình này kia, tiền bạc là coi như là vợ nắm hết giữ hết. Xin lỗi, nó không phải như những cái gì mà các bạn nhìn thấy nó bề ngoài như vậy đâu. Mình nói như vậy để cho các bạn biết. Ok, bạn nào không có tiền thì sao à? Các bạn biết cát xê Lâm Chấn Huy bây giờ bao nhiêu? 50, 60, 70 ấy các bạn ạ. Ok, 50, 60, 70 ấy. Ok nhé. Mà em Trọng Trần ấy, nhận show cho đi hát ấy, còn được bo rất là nhiều tiền. Đấy. Anh em nào bảo không có tiền ấy, thì xin lỗi anh em nha. Ok, ngày xưa là còn cờ bạc, còn ăn chơi này kia, còn không có tiền chứ. Bây giờ là coi như là vợ quản lý hết rồi mà bảo không có tiền thì vớ vẩn lắm anh em ạ. Nhá. Đấy, nói thế để cho anh em hiểu là ở đời ấy, nghe gì phải bằng hai tai. Ok, nghe gì phải bằng hai tai các bạn nhé. Sinh ra hai cái tai, hai con mắt. Đó, cho nên là anh em mình nhìn cái gì, phán đoán cái gì, quan sát cái gì, nghe cái gì cũng phải bằng hai tai. Hai tai thì mình mới chuẩn chỉ và mình kết luận được
ai là người đúng, ai là người sai, ai là người sống như thế nào, ra làm sao. Ok, chứ anh em đừng nhìn vào một cái chuyện ở nghĩ, ôi tèm nhèm quá, có này kia, có cái máy có mấy chục triệu, 100 triệu, nhờ mua không mua được thì coi như là đi nói xấu này kia. Ok, anh em bỏ cái suy nghĩ đi nhá. Anh em một ngày có một cái thằng em, một thằng bạn mà mình sống, mình cống hiến hết mình, mà gặp phải nó đối nhân xử thế, nó sống bạc như vậy, đụng chuyện á, nó né né tránh tránh. Ok, xin lỗi cùng chữ rồi, nó hơi chửi thề, nó éo thèm nghe mấy bạn nhá. Ok, nó đưa cho cái con vợ ra để mà làm bức bình phong, xong rồi để che đậy và lấp điếm. Ok, anh em thử chơi một cái thằng đàn ông như vậy thì thử, anh em có khinh nó không? Anh em có chửi nó không? Anh em có như này kia không? Muốn cái gì thì anh em alo nhau nói thẳng một câu, có gì đâu, không không làm được thì có ai chê trách đâu. Ok nha, không ai buồn. Nhưng đằng này việc gì cứ phải hèn mà phải đi phải đi lấp lấp liếm liếm như vậy. Thôi hôm nay mình cũng những gì cần nói thì mình cũng đã nói hết rồi. Đấy, máy thì mình nó cũng sắp hết pin. Đấy. Mình nói chuyện xong đến đây thì mình cũng xác định là cái tình anh em thì chắc là nó cũng không còn. Bởi vì anh em mình đầy ngoài kia, đầy bạn tốt, anh em tốt cũng đang chờ mình. Và mình cũng mong chơi với tất cả những anh em yêu quý, yêu thương. Ra đời thì đầy bạn, bạn tốt anh em ạ. Còn bạn mà không hợp thì thôi, mình né, không thích thì vui, chào nhau, gặp chào cũng được, không chào cũng được. Đấy, ok, sau này anh em đụng xô gặp nhau, thích thì chào, không thích thì thôi. Thế thôi, vì bây giờ thì mỗi thằng có một cuộc sống riêng. Ok, Lâm Trân Huy cũng cuộc sống riêng, Lương Huy cũng có cuộc sống riêng. Thế thôi, còn anh em không thích, không quý. Ok, anh chào Bi nhé. Anh em không thích không quý thì không chào nhau. Thế thôi. Anh em mình có quyền lựa chọn trong cuộc sống. Bạn mà đầy nhiều lắm các anh em ạ. Không thiếu gì gì bạn cả. Còn không vui thì thôi, không làm bạn nhau nữa. Ok. Thế thôi. Còn hôm nay mình đã nói được cạn lời ra để anh em hiểu là không phải chỉ vì cái máy lọc nước mà không ủng hộ mà như thế. Nhắc lại một lần nữa trước khi tắt cái live stream này để cho anh em hiểu rõ từ đầu và anh em nghe rõ từ đầu đến cuối cái câu chuyện xảy ra như thế nào và đọc từng câu từng chữ. Thế thôi nhé. Ok, còn anh em mỗi người một cuộc sống. Bây giờ thì mỗi người phải tự phát triển, mà thích làm gì ở đâu thì tự mình làm và phát triển, mong nhau cuộc sống tốt hơn. Rồi bây giờ đêm cũng khuya rồi, mình xin phép chào tạm biệt tất cả những quý vị các bạn, những anh em yêu quý đã dõi theo từ đầu cái chương trình và từ đầu những cái mình đã nói nha. Chúc tất cả quý vị các bạn ngủ ngon. Bye bye các bạn.